Sau một thời gian tạm dừng phân phối Toyota Hilux do không đáp ứng yêu cầu khí thải động cơ tại Việt Nam, hãng xe Nhật Bản vừa đưa mẫu xe này quay trở lại với các phiên bản mới, cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Forerunner. Toyota Hilux 2024 với 3 phiên bản hai cầu MT, một cầu AT và cao nhất là Adventure. Giá bán lần lượt là 668 triệu, 706 triệu và 999 triệu. Phiên bản Adventure được đánh giá là ngang với Forerunner Yacht nhưng lại có giá bán cao hơn oai trách là 979 triệu. Toyota Hilux 2024 đã bỏ bớt phiên bản một cầu MT. Toyota Hilux tiếp tục được nhập khẩu Thái Lan, sau hơn một năm ngừng bán từ tháng 1 năm 2022, do lo ngại nguồn cung nhiên liệu dầu đạt chuẩn Euro 5 còn hạn chế, ở Việt Nam. Sau đó, hãng có đưa về phiên bản Hilux một cầu AT, nhưng nhiệm vụ chủ yếu dường như, để lấp đầy khoảng trống thị trường trong lúc chờ xe thực sự quay trở lại. Vì sự vắng mặt này, Hilux thường xuyên nằm trong top xe bán chậm. Cả năm 2023 chỉ bán được 134 xe, cách rất xa đối thủ Ford Ranger bán 16.085 xe và Mitsubishi Triton bán 2.572 xe. Vì vậy, sự trở lại của Toyota Hilux 2024 được kỳ vọng sẽ giúp dòng xe này bắt kịp doanh số với các đối thủ. Toyota Hilux phiên bản mới không thay đổi thiết kế tổng thể, trừ cản trước tinh chỉnh nhẹ. Nội thất gần như không có gì đột phá, vẫn là phong cách kiểu cổ điển, không hiện đại và hào nhoáng như đối thủ. Hilux cũng giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết, riêng màn hình giải trí ở hai bản cao nhất tăng lên 9 in, trong khi bản cũ lần lượt 7 in và 8 in. Bản đắt nhất Adventure có giá sấp xỉ 1 tỷ sẽ cạnh tranh trực tiếp, với Forerunner Stormtrack, bản này được nâng cấp hệ thống điều hòa từ 1 lên 2 vùng. Ngoài các chức năng ở hệ thống Adersto Zota Safety Sense, bản này còn được bổ sung thêm camera 360 độ, 6 cảm biến, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Động cơ trên Hilux 2024 bản 2.8 lít có công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 500Nm. Bản 2.4 công suất 147 mã lực, mô xoắn 400Nm. Tất cả đều là máy dầu và đi kèm hộp số 6 cấp. Các thông số vẫn như bản cũ nhưng đáp ứng chuẩn khí thải mức 5 tương đương Euro 5. Đáng chú ý, hãng xe Nhật khuyến cáo khách hàng đổ đúng dầu đạt chuẩn cho động cơ là loại do V. So với bản tiền nhiệm, Toyota Hilux 2024 lược bỏ bản một cầu MT số sàn một cầu. Giá của ba phiên bản mới giảm hơn 130 đến 140 triệu ở các bản thấp, tăng 86 triệu ở bản cao cấp nhất 2.8 Adventure. Giá bán Toyota Hilux 2024 từ 668 triệu đến 999 triệu gần ngang ngửa Forranger, giá từ 658 triệu đến 1 tỷ lẻ 39 triệu. Tuy nhiên thiết kế ngoại hình, cũng như nội thất đều không hiện đại và nịnh mắt như xe bán tải Mỹ, chưa kể các trang bị nội thất lỗ thời, cũng như khả năng vận hành chưa được người dùng Việt Nam đánh giá cao. Toyota Hilux 2024 thực chất chỉ là bản nâng cấp. Đây bị đánh giá là yếu tố bất lợi khi Ranger đã ra thế hệ mới, còn trai tần thế hệ mới cũng dục dịch đưa về Việt Nam. Tương lai mẫu xe Toyota có vực dậy doanh số, hay vẫn quay trở lại vị trí ban đầu chắc khách Việt, cũng dễ đoán ra.